Không chỉ biết bắt gôn, ông chú Tấn Trường còn biết tấu hài cực đỉnh. Chắc hẳn, không ai còn lạ ông chú Bùi Tấn Trường, người nhện của đội tuyển Việt Nam. Sở dĩ nhiều người gọi ông chú này với cái tên người nhện là bởi tuy đã già nhưng ông chú vẫn bay nhảy nhiệt tình để bảo vệ mảnh lưới đội nhà. Trước đó, cầu thủ 36 tuổi cũng được nhiều người biết đến vì sáng bắt gôn, tối về làm streamer. Dù chỉ là nghề tay trái nhưng ông chú này lại vác con Serat tung hoành khắp các chiến trận khiến các cháu phải há hốc cả mồm. Dù bận bịu stream game nhưng Tấn Trường vẫn update tình hình bóng đá thế giới, cũng như thông tin về người đồng đội cũ Quang Hải trên siêu ứng dụng thể thao Viva 24h. Với thao tác cài đặt và sử dụng đơn giản, Viva 24h là trợ thủ đắc lực giúp Tấn Trường vừa tương tác với khán giả vừa theo dõi cập nhật tất cả thông tin về bóng đá. Được biết, sau khi stream game chán rồi thì mới đây, ông chú này đã tham gia chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi để thử khả năng tấu hài của mình. Ai ngờ, ông chú tấu hài ghê quá khiến các cháu ngồi xem mà cứ ngỡ danh hài nổi tiếng đang diễn. Với cái đầu hói ấn tượng và nét diễn BD cực kỳ ảo ma, có lẽ việc trở thành danh hài sẽ được ông chú quê Đồng Tháp này cân nhắc sau khi giải nghệ. Tao bị ép thôi. Nghĩ tao đẻ được hay lắm. Trời ơi, vậy thì vợ mày làm sao? Hai đứa con mày làm sao? Không. Tao mét liêm. Để tao nói mày nghe. Tao mét liêm. Đừng, để tao giải thích cho mày nghe lắm. Tao mét liêm. Lắm. Tao mét vợ mày. Mày nghe tao giải thích cái đã. Tao mét liêm. Viva 24h cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.